xin chào tất cả các anh em, vẫn là mình Box Liên Quân dẫn đầu xu hướng mang tướng đi review chơi đây. Chắc hẳn anh em chơi Liên Quân lâu năm không còn xa lạ gì với cái tên chiến bánh bao ADC thần rừng hàng đầu thế giới rồi. Vậy thì hôm nay mình cũng xin được giới thiệu tới mọi người vị tướng Quy, võ sư bánh bao, ác quỷ đường tà thần. Thực ra nó chẳng liên quan gì lắm tới người đi rừng ADC của Team Flash cả. Cơ mà mình thích thế, nên là các bạn chịu thì chịu, không chịu thì cũng cho mình xin một like, một share và một subscribe trên kênh để mình có động lực mà viết các bài viết liên quan hơn xíu nha. Vương quốc của Rồng là đất nước có tinh thần thượng võ, bất luận là nam hay là nữ từ nhỏ đều luyện võ. Gia tộc của cô nàng Quy này mấy đời độc đinh, ai mà ngờ được đến đời của nàng thì lại là hai chiếc bánh bao bự và tròn mà không phải là quả chuối. Thôi thì số trời đã định, Quy được người cha thân mang bệnh nặng đích thân truyền dạy thiết trưởng hàng long phục hộ, danh tiếng lẫy lừng của võ quán Sùng Minh. Cuối cùng ông đã thành công huấn luyện được một cao thủ võ đạo có thực lực siêu quần đùi, nhưng cũng chính vì vậy mà chậm trễ đi việc chữa bệnh của chính mình. Đấy, mình là mình biết ngay rồi mà, đã yếu mà còn ra gió, giờ ốm yếu bệnh tật ra đấy lại chỉ khổ thân với khổ con cái thôi. Vâng, và đúng như Gia Cát Lượng Boss Liên Quân đã dự đoán, sau khi cha nàng đổ bệnh, Quy đích thân tiếp nhận vị trí quán chủ võ quán. Nhưng mà nàng không nghe theo lời phụ thân chiêu mộ đệ tử mà đem khế đất đi cầm đồ. Ôi thôi, thế là chết dở rồi. Nhà còn gì đâu mà mày lại làm như vậy hả Quy? Đấy là người xem sẽ nói như thế. Chứ với vai trò là biên kịch bẻ lại khét lẹt như Liên Quân Mobile thì chắc chắn là cô nàng nữ chính Quy này sẽ ăn ở hiền lành, con ngoan trò giỏi lễ phép với ông bà và hiếu thảo với mẹ cha. Thì nàng võ sư bánh bèo này đem khế đất đi cầm ở tiền trang để mua thuốc chữa bệnh cho cha, cho tới lúc cha nàng qua đời hết vai và đi nhận cát xê của nhà đài. Sau khi cha mất, nàng cũng bắt đầu chuyên tâm hơn vào con đường võ nghệ. Kể từ đây chúng ta thấy được một chính khí hạo nhiên, cao cao tại thượng khiêu chiến các anh hùng mãnh tướng trong thiên hạ, bao gồm cả thiên hạ đệ nhất chiến thần Lữ Bố. Không hổ danh cô nàng võ sư có trưởng to giáp bự, cô nàng bánh bèo vui nhộn này lại có nội tại chân khí hộ thể giúp tăng cường giáp cho bản thân. Nội tại này giúp cô nàng trở nên mạnh mẽ và sẵn sàng khô máu với bất cứ vị anh hùng nào dám solo với cô. Đến với bộ chiêu thức của cô nàng này, chúng ta sẽ phải há hốc mồm mà thừa nhận rằng to thật. To ở đây không chỉ là về thể xác, vì cô nàng này cho dù có ăn gấp mấy lần người bình thường nhưng cơ thể vẫn rất cân đối và săn chắc. Chỗ nào cần nhỏ thì vẫn nhỏ, mà chỗ nào cần to thì nó vẫn phải to, cứ phải gọi là 9,5 điểm. Vâng, và to thì mình muốn đề cập ở đây với anh em đó chính là đam siêu to khổng lồ của bà Quy Vlog. Chiêu 1, truy tinh trưởng hất tung mọi vật cản. Ở chiêu thức này, cô nàng Quy phi về phía trước hùng hục như một con trâu húc mã mà hất văng tướng địch suýt lên thiên đàng, đồng thời cấu tí máu của tướng địch. Chiêu 1 của cô nàng này vừa có khả năng gây choáng và vừa có thể gây sát thương vật lý, rất ghê gớm đấy các bạn ạ. Các bạn có thể dùng chiêu thức này để áp sát địch hoặc là dùng để bỏ chạy nếu như bạn sợ. Chiêu 2, chấn thiên trưởng đấm vào không khí. Chiêu thức này của cô nàng chỉ dành cho những anh em đam mê tiên hiệp, vận công và vận dụng sức mạnh tâm linh vũ trụ mà xuất trưởng đấm cho đối phương á khẩu. Quy dùng chân khí và phóng liên hồi vào đối phương. Đối với những tướng địch máu giấy, chỉ cần dính phải chiêu thức này của cô nàng thôi là cũng có thể bay nửa cây máu, hoặc nặng hơn nữa thì là bay màu vào không khí và đăng xuất khỏi bản đồ luôn. Tuy nhiên, tầm chiêu thức của cô nàng này rất ngắn, chính vì vậy nếu phải đối đầu với những vị tướng có sải tay dài hoặc những vị tướng có khống chế cứng thì chắc chắn là người bay màu là Quy đó nha. Chiêu 3, hạo nhiên trưởng, đẩy địch dính tường. Đây rồi, đôi giày, ăn tiêu của Quy đây rồi. Chiêu thức này có vai trò phải nói là cực kỳ quan trọng, quyết định được người lên bảng đếm số là đối thủ hay là chính bạn. Vì chiêu thức này có thể đánh lui địch về phía sau và gây sát thương vật lý. Đặc biệt là nếu bạn đẩy lùi được tướng địch vào tường, sẽ khiến tối ưu hóa được lượng sát thương và choáng lên kẻ địch. Việc còn lại chỉ là vét mạng và giành chiến thắng thôi. Đấy là với trường hợp bạn có kỹ năng cao giao tranh ở địa hình hẹp tầm gần. Chứ nếu ở khu vực đồng không mông quạnh cộng với việc bạn chưa thành thạo bộ chiêu thức của cô nàng này, thì việc sử dụng chiêu cuối sẽ đẩy lùi tướng địch ra xa, sau đó trong 36 kế chuồn chính là thượng sách. Không thì đừng hỏi tại sao team mình đánh hay thế mà lại thua nhé. Ngoài ra, hãy kết hợp các chiêu thức với nhau để tạo thành một combo chuẩn chỉ như sách giáo khoa, khiến team bạn không kịp trở tay thay quần áo nhé. Combo 1, đấm trộm. Để thực hiện hành vi không mấy đẹp đẽ và quang minh chính đại này, việc bạn cần làm đó chính là núp ở bụi.
À, đúng rồi đấy, cứ chọn đại một cái bụi rồi núp ở đó từ đầu game cho đến cuối game, đợi đối thủ đi ngang qua sử dụng chiêu 1 áp sát ăn tiêu đấm văng địch dính vào tường, và sau đó sử dụng chiêu 2 để bồi thêm sát thương. Chắc chắn máu của team địch sẽ tụt không phanh và lên bảng đếm số ngay chứ còn gì nữa. Chúc mừng bạn đã thực hiện thành công hành vi cắn trộm, à nhập đấm trộm. Bây giờ hãy cùng mình chuyển qua combo 2 nhé. Combo 2, cái chết bất ngờ. Độ khó của combo này cao thêm một chút. Ngoài việc sử dụng thành thạo các chiêu thức, bạn còn phải kết hợp sử dụng thuần thục với phép hỗ trợ tốc biến để áp sát team địch một cách ú à, khiến cho team địch giật mình hốt hoảng, hồn bay phách tán, rớt luôn não ra ngoài. Combo này rất phù hợp cho các idol top top thích thể hiện kỹ năng, hoặc các anh hùng đang chơi game cùng với cờ rớt muốn chinh phục trái tim của nàng. Hoặc đó cũng chính là cách mà Bestquy, Boss LB của đội tuyển V Gaming sử dụng combo chuẩn chỉ đấm cả 4 thành viên của Vicotopia, dính tường rất mãn nhãn. À, và vấn đề chính, để làm được combo này bạn chỉ cần ấn chiêu 1 và tốc biến thật nhanh, sau đó sử dụng ân tiêu và chiêu 2 để sốc chết đối phương. Đấy là sách nâng cao nói nhé, chứ việc thực hiện sẽ cần độ nhanh nhạy của tay và sự tính toán chính xác đến từng mm. Hãy luyện tập thật nhiều combo này trước khi thể hiện trong rank để kết quả team mang lại cho team địch đúng là combo cá chết bất ngờ, chứ không phải là combo đi vào lòng đất của chính bạn đâu nhé. Ok, vậy là mình đã review cho anh em về tiểu sử, bộ chiêu thức cũng như cách combo con hàng mà lem quy bánh bao này rồi nhé. Tụ chung lại thì bộ chiêu thức của quân bài này không đến nỗi là quá phức tạp. Chỉ cần anh em chịu khó đấu luyện thật nhiều vào game, đừng hăng máu quá là các bạn sẽ sống tốt, sống trong yên bình mà không bị đồng đội chửi thôi. Rồi, bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!